Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Rin Xe Cúp. Trên tay của mình đang cầm cây chó đèn pha dành cho anh em gắn xe 67. Đây, đây là một cái chó pha rin dành cho anh em gắn xe 67 nha. Đây, mặt kính phía trước thủy tinh rất là đẹp nha, nguyên zin nha các bạn, nguyên zin. Cái phần thủy ở bên trong, phần thủy này nè rất là đẹp. Đây, anh em nhìn nó còn trắng phao này, nó còn trắng phao này, là phía trước bên trong là trắng tinh luôn nha, bao sáng dành cho anh em gắn xe rất là đẹp nha các bạn. Viền nè đó, những anh em nào gắn xe 67 đâu liên hệ nha, một em rất đẹp dành cho anh em gắn xe 67. Đây là chó đèn pha zin cho anh em gắn xe 67, đặc biệt là những anh em ở quê mà mua để làm cái đèn xo phía trên để đi bắt cá đó, là tuyệt vời ở mặt trời luôn đó. Rồi, chó đèn pha, anh em nào có nhu cầu các bạn liên hệ số điện thoại phía trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng, nhóm em là ở khu vực Sài Gòn, chúng ta chạy xe qua trực tiếp bên shop, cầm trên tay đưa tiền chạy về. Nhóm em là ở xa thì vui lòng chuyển tiền đủ, chuyển tiền trước rồi bên mình ship hàng giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là tất cả những món hàng bên shop mình không có bán ship code nha, không bán ship code, không có nhận hàng giao tiền tại nhà mà phải trả tiền trước bên mình mới shop. Đây là nguyên tắc làm ăn buôn bán bên shop mình rồi, nó là mặc định rồi, không thay đổi nha các bạn. Anh em nào yêu quý kênh shop Phụ Tùng Tùng Rin thì anh em đã biết luật buôn bán của bên mình rồi, mấy năm rồi mình buôn bán y chang một công thức vậy thôi nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Anh em có nhu cầu mua chó pha gắn cho xe 67 hay là chó pha dành cho xe cúp 81, 86, custom DD, đèn tròn, đèn vuông, tất cả các loại thứ liên quan tới đèn của xe cúp là bên mình đều có hết đầy đủ. Còn muốn biết nó như thế nào, coi cái video sau hay coi video trước video này sẽ biết nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Anh em nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi cái video tuần riêng nha.